ngày 4 tháng 8 trên kênh VTV1. Anh thèm món lạ hả? Thì phở đây. Lạ gì ăn hoài? Có món mới lạ mà ăn hoài không chán này. Xin giới thiệu vị gà sợi phở cúng. Đau lưng, đau đầu gối, đau mỏi vai gáy, cứng khớp, tê bì chân tay, đau khi vận động, đã có viên